2 tiếng đâu mà 2 tiếng. Hùng MT, game này tên là gì vậy ạ? Game này là shop túi nghiêu.com anh em ơi. Game này gọi là shop túi có nghiêu.com. Game này gọi là shop túi có nghiêu.com. Shop túi có nghiêu.com, xa cao giá siêu rẻ, ở đâu rẻ hơn tôi xó shop. Nít liên quân bị lỗi đền 100% và bảo hành vĩnh viễn. Đội ngũ nhân viên 24/7 hỗ trợ nhiệt tình. Sang Quang Huy và nít bếp siêu hấp dẫn. Hãy đến ngay shop túi nghiêu.com để trải nghiệm nha anh em. Cubank.net, website CLTX, uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh, tốc thắng tuần nhận thưởng quà to, ghi cốt, nhiệm vụ ngày nhận quà cực khủng. Nhanh tay truy cập Cubank.net để chuyển nhé. Mua. Ngay có nhi, em thấy anh mua lo em khoái lắm luôn. Ok em, mua và lo thì chả phải chích xem thôi. Mua khác kéo ai xem, quá buồn. Lên ngay bước đây. Em bị kín vậy nha, kín sợ lo. Bịt kín cho nó giống Hàn Quốc anh em ạ. Chú Mọc Lông Chim Chương. Trời ơi. Nguyễn Ngật Long. Trời ơi, dài bằng cái mồm bạn. Ừ. Từ cái mồm tới cái họng là biết cái nào nữa không? Cái là số mặt à, để mai nha anh em ơi. Đúng rồi, anh like hai bên em mà. Nó hỏi như vậy thì phải trả lời như vậy thôi. Minh Đức, tóc Tú đẹp quá, cho tôi cắt giống Tú nha. Luôn đi. Tóc bét bạn, để cho cũ đi. Má nhìn mấy ngày không tắm này. Lại đẹp lên, thấy không? Phong Nhai Trần, Tước có người thương như Tú. Rất là dễ anh em ạ. Đây là con chó. Vẫn nói được bạn ơi. Bạn ơi, tay bạn hôi nhắm, bỏ ra. Tay bạn hôi nhắm. Trần Anh Quý Đê, con gì sao như thế mà nghe. Con chó. Ai ai ai. Con người, người con chó. Chúc anh được có người yêu mong khỏe. Ok, cảm ơn em nha. Quang Nhi, lành mấy ít thế mọi người. Có 50 sao thôi ông nội. Chưa xem nick nào 88 sao rồi. Thằng gấu này nó bị điên à? Má nhiều lúc Quang Hoa đi đâu không biết luôn. Nhiều lúc Quang Hoa đi đâu không biết luôn anh em à. Xuân, kênh TikTok là gì thế để vào flow với cả phim nào? Tôi có người yêu. Tôi có người yêu là em bé Minh Z nha. Ủa má nó còn chưa cuối luôn. Nó còn chưa cuối luôn chứ. Má cái thằng, cái thằng này ảo ghê thật. Nó chém hai phát 3000 máu rồi. Nguyễn Thế Hậu, hé lùa anh Tuấn. Nó chém gì mà khiếp vậy. Chị nên hôn anh Tú cái cho anh Tú có động lực đi.
Ngươi có nghe, anh muốn lo Bình Dương đi anh. Đưa đây bạn ơi. Ok anh ơi, xíu nữa. Má nó mạnh dữ à. Ủa má sao nó lắc vậy ta? Bông bèo, bật mic lên kìa anh. Trời ơi, thằng nào chỉnh cái này. Má thằng nào chỉnh này, hèn chi nó giờ mình bấm một không à. Má hèn chi nó giờ bấm hụt cái đánh thường không? Ảo ma bà ơi. Nó bị cái lỗi kia nè mà. Vô lễ, một chút anh chơi sóc em đá lai anh. Thấy kìa. Má bắt nó khó vậy. Ừ. Mạnh phết. Hết mùa thì đi xem ra anh à. Trần Đức Xuân lâu thả tim bật thông báo hai kênh TikTok rồi nhé. Ok cảm ơn bạn nha. Cảm ơn Trần Đức Xuân nha. Hello cho mình vào đất nữa anh em ơi. À em bé mình chết. Son sao, danh gì đợi em. Danh chính tướng anh ơi. Lui lui lui. Lui nha, lui nha, thằng bé nó bay xuống. À thằng bé nó chết kìa. Khi nào anh chị có con nào? Nào cưới em ơi. Tấn Đạt, lai lưới mấy giờ vậy anh? Bích em ơi. Hai thử chán thôi nha. Má con bé nó mạnh dữ ta. Bị gì lắc á nhờ. Minh Zidane, anh tú BNH sao vậy? Đang 50 anh em ơi. Lui lui. Âm quân anh không quay ra bên Minh Hà. Quay ra bên Minh Hà. Ủa má muốn rồi luôn.
tóc biến cái ngu luôn anh em ạ. Trần Đức Xuân chơi Zephyr đi rừng chưa nắm con tiếng nào chỉ lo ra ý. Chậm quá ta, má không được nhanh như bình thường. Tấn Đạt chơi phai phai đi anh Tú cây cây cây. Phan đi, phan đi, phan đi. Nguyễn Văn Khải, Tú Lệ Tình. Bị gì ta? Ông Quân Anh quay sang bên Min cho PC. Trần Thanh Duy, 120 FPS nóng không không? Nóng anh em à, phải bật điều hòa với cả cái tản nhiệt à. Thằng này nó chửi một thằng mà gọi là trúng hai thằng luôn. Chửi thằng mà trúng hai thằng luôn anh em à. Thành Lộc Lê Nguyễn, lụng một hoa đớ qua anh. Son ca, lạnh này cũng bật điều hòa à em. Nó định múa nhanh nhưng mà nó lại qua tường rồi. Em ở miền Nam mà anh. Ủa mày bắt lạnh á. Tấn Đạt, trường nào cưới anh Tú. Mày bắt lạnh sớm đấy, năm nay lạnh sớm đấy. Chưa biết được em à. Tao thằng nè, tao thằng nè. Nóng nóng nghe, em sợ chứ. Ok em dâu. Ok em dâu. Ôi, Nguyễn Văn Khải. Nguyễn Văn Khải. Đuổi thế quá. Sao đeo hồi đang vậy, đang bất động. Mày đang xem like. Tao thằng nè anh em ơi. Người ơi, cho tôi xem like à. Mình tui. Nghi phạm, sao anh lại đeo kính vậy? Đeo kính tới đâu mắt anh em à. Biết luôn nè, chưa biết luôn nè, win luôn nè. Timmy, Timmy vô cùng nha. Mẹ nó choáng kìa. Chủ hai bên đây, chủ hai bên nè. Á không vô được. Đến nó ra, đến nó ba rồi các bạn ơi, về các bạn ơi. Về thôi các bạn ơi. Huy Phạm, ngủ thôi anh chị ơi. Quyết định ta. Nguyễn Hân, thua được không anh? Vãi cả thua được không anh? Em không hỏi thắng được không anh mà hỏi lại thua được không anh? Làm nó sớm mà.
gặp idol tú có người yêu anh em ạ. Để đường dưới đi các bạn. Tấn Đạt, anh tú bao tuổi rồi? Nha, mình canh cái đường mà nó chạy, mình canh cái đường mà nó không quay lại thôi mà mình chọi bông. Win rồi đó. Mất Ben rồi, win rồi đó. Nguyễn Huân, thuê được anh. Hello anh em nhá. Huy Phạm, sập nguồn. Huy Phạm em. Hết pin rồi. Anh em nào muốn thấy vào shop tú con yêu com anh em ơi, shop tú con yêu com, shop tú con yêu com. Win đi làm game mới đi. Hết pin thì cha. Nghĩ anh em ơi. Làm game đi anh. Nghẹt thở không à? Ừ, dạo này chơi game nghẹt thở ghê ta. Thôi. 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 Anh em follow em bé Min Z giúp mình nha anh em ơi. Em bé Min Z sạc vừa chơi đi anh. Em bé Min Z nó nóng lắm, chơi được 120 FPS rồi mà còn sạc pin nó nổ luôn á. Thôi à. Thôi à. Thôi nghỉ em ơi. Anh chơi, anh chơi 2 tiếng là nó phải gọi là hơi nhiều. Thế mà 2 tiếng. 2 tiếng đâu mà 2 tiếng. Hùng MT, game này tên là gì vậy ạ? Game này là game này là gọi shop tú nghiêu com anh em ơi. Game này gọi là shop tú có nghiêu com. Game này gọi là shop tú có nghiêu com.